Thành phố Hồ Chí Minh cho mở cửa nhiều dịch vụ từ ngày 9 tháng 3. Từ ngày 9 tháng 3, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cho phép nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại, trừ vũ trường, quán bar, karaoke. Đó là thông tin đáng chú ý trong công văn vừa được Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố phát đi về việc đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Như vậy, so với văn bản cách đây một tuần thì các dịch vụ như pub, beer club, các cơ sở hoạt động thể thao trong không gian kín, gym, fitness, pizza, yoga đã được phép mở cửa hoạt động trở lại từ hôm nay. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp 5K, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ tăng cường biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trước đó, ngày 8 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, sông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, các trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu, kịch, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga, phòng tập gym, pizza và dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ 20 người trở lên ở các cơ sở tôn giáo, thờ tự. Đến ngày 25 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có công văn chỉ đạo từ ngày 1 tháng 3 cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu, trừ các lĩnh vực như vũ trường, quán bar, karaoke, pub, beer club, các cơ sở hoạt động thể thao trong không gian kín. Cụ thể, những lĩnh vực như vũ trường, quán bar, karaoke, pub, beer club, các cơ sở hoạt động thể thao trong không gian kín tiếp tục tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo mới. Những lĩnh vực khác được phép hoạt động trở lại nhưng phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Tất cả các hoạt động phải đảm bảo khoảng cách giữa hai người tối thiểu 1 mét và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ quá 30 người trở lên cùng lúc. Riêng các hoạt động, nghi lễ tôn giáo được tổ chức nhưng không tụ tập quá 50 người tại cùng một thời điểm và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo khoảng cách giữa hai người từ 1 mét trở lên.